Dạ, xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay kênh Bonsai Cần Thơ về nhà vườn của em Linh ở Chợ Lách Bến Tre để giao lưu một số cây mai thành phẩm chơi Tết năm 2021. Cận Tết lắm rồi quý vị ơi. Chúc quý vị xem mai vui vẻ và lựa được những cây mai ưng ý chốt hàng nha. Rồi, sau đây mình sẽ gặp em Linh. Chào em. Dạ chào anh, chào cô chú anh chị đang xem clip tại Bonsai Cần Thơ nha. Cảm ơn cô chú đã ủng hộ em những clip vừa qua nha. Tiếp tục là em lên clip mai dạo Hữu Đức 500, 450 ha, về để giao lưu với cô chú anh chị nha. Rồi, cô chú anh chị nào yêu thích cây nào thì liên hệ với số điện thoại của em là 0852 32 48 43, cũng là số điện thoại các bạn Zalo với em luôn nha. Rồi, đầu clip là em giao lưu là cây mai dạo Hữu Đức nha cô chú. Rồi, mã số 1 cái gì? Dạ. V1 một chút. Một cây mai Thủ Đức. V1 ha. Dạ. Rồi, mình xem nha. Xem đế nè. Xem nụ nha. Wow, nụ to nha. Đào hoàng để coi. Nụ to lắm nha quý vị. So sánh ngón tay mình nè. Cây rất là khỏe nha. Cho quý vị coi xung quanh luôn. Phía trên nè. Đọt luôn. Rồi, xin thông số luôn lên đây. Chiều cao là 60. Chiều cao 60. Tán ngang là 60. Tán ngang 60. Cây V1 này con giao lưu là 500 con bao vé ship nha cô chú. Rồi, cây đầu tiên 500 cái gì ơi? Bao vé ship toàn quốc nha. Khoan, nó có cái phần lắc bên trong. Đây. Phần lắc. Đó, cái phần lắc ở trong. Nãy chưa coi kỹ lắm. Đâu, lắc không chứ? Rồi đo góc. Góc của nó là 10. Rồi 10 quý vị. Rồi 500 một cây nha. Bao phí ship toàn quốc. Rồi cây thứ hai. V2. Rồi cây V2. Cái này cũng hơn lắc luôn. Này mình xem đế nha. Để đây. Cành. Đầu rất to quá vậy, to thiệt luôn á. Đầu khoảng tay mình nè. Tới trên luôn. Rồi, đo luôn đi lên. Mã số 2, V2 quý vị. Chiều cao là 76. Tán ngang là 63. Rồi. Mình cũ là 11. 11 luôn. V2 này cô cũng giao lưu là 500k bao với ship luôn nha cô chú. Rồi 500k quý vị ơi. Một cây dáng hay xiên xiên ha, lắc. Rồi. Tiếp theo. V3. Rồi, cây V3. Đó luôn. Chiều cao là 72. Chiều cao 72. Tán ngang là 74. Tán ngang 74. Rồi V3 Zalo. Mình cũ là 18. Cái V3 này con Zalo là 500k bao với ship luôn. Rồi 500k quý vị ơi. Tiếp tục luôn. V4.
Này là đế nơm nha cô chú. Đâu đế đâu? Đây. Này mình ghép liền vào hết. Cao. Đo luôn đi, đo chiều cao đi. Mình đi xem nụ ha. Cô chủ thì chiều cao là 90. Đo. Tán nhang là 60. Hân là 16. Rồi. Cây V4 này con giao lưu là 500k bao phí ship luôn. Và một cây rất là cao quý vị, vậy mà có 500k thôi. Chốt hàng nha quý vị. Cây V4 nha. Rồi, cây tiếp theo anh ơi. V5. Mua một cây này để giữa nhà, nhà nào nhỏ nhỏ ha. Dân để lắc cũng rất là vừa. Qua wow. Để coi đế nha. Đó. Nó lắc qua đây gì? Lắc qua đây. Có một cành ở đây. Chiều cao là 64. Tán nhang là 60. Trên đọc. Nụ nó là chục. Đó. Thấy không? Quá trời nó bự luôn. Nụ đều hết trơn. Rồi, cái V5 này con cũng giao lưu là 500k bao phí ship luôn. Rồi, 500k luôn. Cái tiếp theo luôn. Đọc lại số lên đây. Dạ, số điện thoại của con là 0852324843, cũng là số điện thoại các bạn Zalo luôn. Rồi. Các bạn Zalo với Linh nghe quý vị. Dạ. Nhà vườn còn nhiều lắm quý vị. V6. Quý vị ơi, nhà vườn còn nhiều lắm nha. Từ cây lớn đến cây nhỏ nha. V6 ha. Xem đế nè. Ghép đúng một bo lớn ha. Gần, chiều cao là 76. Tán ngang là 65. Rất là to. Hoành là 12. Nụ to cả này. Rồi, cái V7. V6 này con nhau lưu là 500k con bao phí ship luôn. Ủa V6 hả? Dạ. Rồi V6 rồi, 500k quý vị. Tiếp theo luôn. V7 này là cúc 24 36 cánh nha cô chú. Một cây mai cúc nha. Nè, ghép một bo quý vị. Nụ bao la luôn á. Ghép một bo. Chiều cao là 78. Tán ngang là 72. Hoành 15. Cây cúc 24 36 cánh này con giao lưu là 500k, bao phí ship luôn. Rồi 500k luôn. Rồi tiếp theo. Tiếp V8. Cây cúc phùng phùng ta. Cúc phùng phùng. Giảo à. Này là cây mai giảo quý vị. Mai giảo nha. Chiều cao là 65. Ghép 3 bo nha. Tán ngang là 54. Hoành là 14. Hoành 14. Mai giảo hối đức này con giao lưu là 500k bao phí ship luôn. Rồi 500k quý vị. Hay là V9. Lấy cho anh cái miếng mút. Rồi cảm ơn. Rồi V9 ha. Xoay qua đây tí. Rồi đúng rồi. Xem cái đế quý vị. Ghép một bo nhưng mà rất là lớn. Chiều cao là 80. Hai nhánh hai bên. Tán ngang là 68. Và 12. Cây rất là xung. V9 này con giao lưu là 500k bao phí ship luôn. Rồi 500k luôn.
là V10. Rồi, dần là hướng bên này. Đúng rồi, xem cái đế cái nha. Đi quá nha cô chú. Chiều cao là 71. Tán ngang là 60. Hoành chính cũ của nó là 20. V10 này con giao luôn là 500k, bao phí ship luôn. 500k luôn. Mà hàng giá rẻ quá gì ơi. Đẹp, cây đẹp. Rồi, cái V10 nha quý vị. Nhớ cái V10 nha. V11. Cũ qua đây đi. Chiều cao là 70. Tán ngang là 60. Cái này dáng nằm hả ta? Nằm hả chú? Ừ, một cái dáng xiên xiên. À. À, nằm luôn chứ hả? Nằm luôn rồi. Nãy nhìn không kỹ. Nằm luôn. À. Rồi, V11. V11 này con cũng giao lưu là 500k, bao phí ship luôn. 500k luôn quý vị ơi. Là V12. Một hàng giá rẻ. Dáng này cũng là dáng nằm luôn. Dáng cũng đẹp luôn. Này, đi nôm cho cô chú. Để lại bên đây, để lại đây. Quay lại chút. Quay đây chút. À, đúng rồi đó. Mình nhìn dáng này mình không có thấy nó nằm lắm. Đây này, nhìn bên đây. Đó. Thấy không, nó nằm nè. Siêu nụ luôn á. Lắc qua lắc lại mới thấy. Nhìn chứ. Đó. Tới đọt luôn. Này không lẽ là lãi lá bớt. Đang sung mà lãi. Để về nhà vườn ta lãi. Chiều cao là 83. Chiều cao 83. Tán ngang là 64. Tán ngang 64. V12 này con giao lưu là 450, không bao với ship nha. Wow, cây gì mà có 450 cái gì. Đây, nhớ V13 nha. Rồi, tiếp tục luôn. Này mấy V13 này chú ơi. Ủa vậy hả? Nãy V12 hả? Dạ. Sorry quý vị nha. Nãy là V12. V13 cũng đẹp luôn. Ờ, à, đẹp luôn. Để nôm luôn nè. Quay về đây dễ thấy không chú? Đây, để đẹp. Xuyên qua nè. Ờ, cây này nụ siêu nụ luôn á. Này mà ít lá lại là nụ nhìn thấy dữ dằn luôn á. Lá nhiều quá bởi vì phải dịch lên. Chiều cao là 67. Ủa gì xem. Tán ngang là 52. Cũ là 20. Rồi. V13 này con cũng giao luôn là 450, bao phí ship luôn. Rồi, 450 luôn quý vị ơi. V12 và V13 đều 450 hết. V14. Đấy. Dáng lắc à. Nhìn này mình thấy nè, đó. Có hai nhánh nha. Hai nhánh chính. Nụ nè. Nụ quá trời nụ luôn. Rồi, rồi đi. Chiều cao là 58. Tán ngang là 60. V14 này con cũng giao luôn là 450, bao phí ship luôn. Rồi, 450 cái gì á? Bao phí ship toàn quốc nha. Alo. Alo cho Linh là ship tới nhà luôn. V15. Mọi miền tổ quốc. Wow. Số điện thoại lên đây. Dạ, số điện thoại của con là 0852324843. Rồi. Cũng là số điện thoại kết bạn Zalo luôn nha cô chú. Rồi, kết bạn với Linh nha, cứ làm phiền Linh đi. Linh không có than phiền gì đâu. Đây là dáng hình chữ S, y chang như con rắn luôn á. Nào, đây coi. Lắc quá lắc. Lắc nha. Rồi tới cái điểm này nó chia ra nhiều nhánh. Nhưng mà cái này mà chân chậu lục giác là đẹp lắm luôn á. Nè, chia nhiều nhánh ngay chỗ này nè. V15 nha quý vị. Số chẳng đẹp nè. Chiều cao 70. 15 trăng tròn. Trời ơi. Tròn thiệt luôn đó. Tán ngang 60, tròn thiệt. Nè, tròn luôn rồi đó.
Rồi V15 15 cái gì? Này con giao lưu là 450 bao với ship luôn. Rồi, 450 luôn quý vị. V16 cũng đến nơi nha cô chú. Cái này đẹp nè, cũ đó. Quá to luôn. Để nãy giờ là hình như là dáng nằm. Qua Bến Tre này quay quý vị mới biết là có dán nằm Bến Tre quý vị. Chứ không phải là dán đứng Bến Tre quý vị. Là mấy cái dán mai dán nằm á. Nằm phê chân chú. Còn dán dán đứng là cây dừa ha. Giờ là thấy dán nằm luôn. Chiều cao là 75. Rồi. 8 ngang là 63. Rồi. V16 này con giao lưu là 450 bao viết ship luôn. 450 thôi quý vị ơi, một cây dán siêu. Rồi, tiếp theo luôn. V17. Con nhánh thẳng, nhánh eo rồi. Rồi, để đây. Có hai nhánh chính ha. Chiều cao 76. Tán ngang 60. Hồi lên đọt nụ to bự ghê. Nụ to. Bên đây mới thấy. Nụ to không. Rất là to. Rồi. V17 này con cũng giao luôn là 450 bao phí ship luôn. Rồi V17 cũng 450k luôn. Bao phí ship tới nhà. Đây là V18 cũng là dán nằm luôn nha cô chú. Nguyên một lô cây này. Làm gợi cảm ghê chưa? Quấn ha. Dạ. Rồi trên. Chiều cao 65. Tán ngang 55. Ôi, ngủ hết hồn luôn á. Tới đọt luôn quá vậy. Rồi, xem một vòng lên đây. Rồi. Giao lưu sao? V18 mà con cũng giao lưu là 450 bao với ship luôn. Rồi 450 luôn. V18. Tiếp theo luôn. V19. Chiều cao 64. Tán ngang 53. V19 này con cũng giao lưu là 450 bao viết ship luôn. Rồi 450k luôn. Tiếp theo luôn. V20. Cũ quá. Đây. Cũ nở nha. Chiều cao 68. Cái gì thấy nụ không? Tán ngang 66. Ra thử cũ nè. Thử luôn hả? Để nguyên, để nguyên. Đó, thử thì mình coi thôi. Cũ nó 13. 13. V20 quý vị. V20 con giao lưu là 450 bao viết ship luôn. À, một cây củ to mà. V21 rồi. 450k. Đây là chân dài nè chú, phải gỡ cái này ra là thấy chân nguyên chân. À rồi. Ghi đi. Ghi đi rồi mình coi. Rồi nè chú. Nào để chân dài vậy đó. Giống như hai chân không, chú thấy hai chân không? Y chang luôn. Khoan nha, coi cái. Đó. Mới chỉ cầm chân. Rồi đó đi. Chiều cao 75. Tán ngang 61. Rồi V21 cái gì? V21 con cũng giao lưu là 450 bao với ship luôn. Xây thêm đi, xây thêm. Rồi. Rồi. Rồi tiếp theo đây. Theo là V22.
Để vị trí này luôn này. Dạ, đây. Wow, gốc quá bự luôn, đo tước gốc luôn. Có một bò ta, bò ghép thôi. Lớn ha. Vì cây nhiều nhánh. Gốc của nó là 13. Chiều cao 62. Tới ngày 60. Rồi. Cây 22 này con cũng giao lưu là 450 bao phí ship luôn. Rồi, một cây dáng siêu quá vậy. 450. Cây 23. Quay hướng qua đây. Đúng rồi. Nhìn thấy cái đế ha, đó. Có hai nhánh chính. Chiều cao 69. Tới ngang 54. Lúc nụ ghê đó. Tới đọc luôn. V23 này con cũng giao lưu là 450 bao phí ship luôn. 450 quý vị ơi. V23. Đọc số lại lên đây. Dạ, số điện thoại của con là 0852324843, cũng là số điện thoại các bạn Zalo luôn. Dạ. Số điện thoại của Linh có trên tiêu đề của video quý vị. Đây cũng là một cái đế nơm luôn. Quý vị dừng video lại có thể nó hiện cái tiêu đề ra. Đây. Rồi. 24 ha. Thôi rồi. Cây này là nụ nè chú nhìn nè. Khoan từ từ đáng tới. Từ từ. Có lên trên nè. Rồi đâu? Đây để con quay giúp. Cho coi vậy mày. Nè, đây con phụ chú. Từ trên này ha. Rồi. Trời nắng quá quý vị, cho nên là mình hết tay để mà mình dập cái lá. Chiều cao 64. Tay quay một tay che máy. Tới ngang 60. Rồi. Rồi, giao lưu sao? Dạ. B24 này con giao lưu là 450 bao phí ship luôn. Rồi, 450 luôn. Tiếp theo luôn. V25. Lắc qua hướng này nè. Đây chứ. Đúng rồi. Đây, coi. Qua. Đó. Chiều cao 70. Tán ngày 68. Rồi. V25 này con cũng giao lưu 450 bao phí ship luôn. 450 luôn quý vị ơi. Bao phí ship toàn quốc. Nắng chảy mỡ luôn. Gán chút xíu gán. Chảy mỡ ốm chút chứ có gì. V26. V26. Rồi cho coi cái đế bên đây. Quay đi. Quay qua đây. Đó, đúng rồi. Này có củ dưới. Rồi, quý vị thấy ha, đó, hai nhánh chính. Chiều cao 65. Tới ngày 61. Xoay nhẹ thôi. Cho quý vị thấy nụ. Rồi nữa đi. Rồi. B26 là con cũng giao lưu 450 bao phí ship luôn. 450 luôn quý vị ơi. Hết chưa? Rồi, cây cúc này là cây cuối clip luôn nha. Chưa tiếp hả? Chưa cuối nha. Tiếp tục đi. V27. V27, cây này là cây cúc 24, 36 cánh nha cô chú. Rồi. Cái này dán lắc nha cô rồi, chú. Khoan nha. Coi cái đây. À, nó lắc nè. Chỗ này nha. Nụ nó quý vị lên tới đầu nè. Về đảm bảo chơi Tết nha. Ở bên đây nữa nè. Chiều cao 76. Tới ngang 61. Cúc 24, 36 cánh này con giao lưu 350 bao phí ship nha cô chú. Ồ, một cây có 350 thôi quý vị ơi. Một cây cúc. Rồi, tiếp theo luôn. Tiếp theo là một cây giảo hữu đức dán ba nha cô chú. V28. Ghép được 3 bo nha cô chú. 3 bo. Để con đo thằng. Lớn ha. Thằng đi.
Hơn của nó là 18. 18 nha. Chi cành nè quý vị, khoan nha, cho coi chút xíu nha. Đúc nụ nè. Đó. Mình coi trên xuống nè. Đó. Đọt nè. Rồi, xem một vòng lên nè. Rồi, giao lưu sao đây? Dạ, con chưa đo số chú ơi. Nếu con đo số. Ở đó đi. Giao cao là 76. Cao 76. Tán ngang là 94. Rồi. V28 này con giao lưu là 1 triệu nha cô chú. Bao phí ship luôn. Wow, một cây vô có 1 triệu quý vị. Bao phí ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp theo luôn. Cái này giống như gì đa vàng gian cánh nữa. V29. Wow, góc. Trời ơi. Để con đọc cái góc này. Đợi góc chứ. Cái góc của nó là 18. 18 cái gì vậy? Nè, nụ nè. Trời ơi. Cái này là đại lộc nha cô chú. Đây, đại lộc. Đại lộc thì khỏi nói rồi. Nụ lúc nào cũng nhiều. 1, 2, 3, 4, 4. Ghép được 4 bao. Nhìn thấy nụ mê không? Nụ quá trời nụ. Chiều cao 6-7 nha cô chú. Nụ nè. Lâu nụ luôn. À, tới đọt luôn. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang 60. Rồi. V29 này con vô luôn là 600k. Con bao phí ship nha cô chú. Wow, 600k thôi. V29. Rồi. Đây, V30. Trời, cái củ to đùng luôn. Quá trời cái củ luôn rồi. Khoan nha. Cái giống hình đích. Hình con thú ha, giống cái đít con gì đó. Con heo. Đít con gì đó. Y chang như đít con heo luôn, có cái đuôi nè. Đó, thấy có cái đuôi chưa? Giống đít con trâu không? Năm Tân Sửu nè. Không, cái này tới 3 bo lận cho nên không giống con trâu rồi. Phải 2 bo lại chang như con trâu rồi. Còn đò cái đít nó. Nè. Nụ nó cái gì? Đít nó 22. Chưa, đo lại đi. Chưa thấy. Quảng cáo cho tới luôn. Rồi quý vị, 22 nha. Ghép được cỡ 4 bo. Chiều cao 60. Tán ngang 54. V30 này con giao lưu là 600. Cái này là đại lộc cho cô chú. 600k, bao phí ship luôn. Một cái hình thú khá đẹp. Rồi, cây V31 cũng là cuối clip nha. Cây này cũng là cây đại lộc luôn nha cô chú. Đây, cho mình coi. Cây dáng trực ha. Ghép 2, 4, 5 bo. Ghép 5 bo. Nhìn nụ gì luôn á. Nụ không. Cho gấp hả chú. Đó. Nụ ghiền thì chết. Góc của nó wow, là 20. Quá, chưa. Đó lại. Tả chú không á. Từ từ. Đâu rồi. Đang mê nụ. Đâu. Tới bây giờ sao xuống 19 luôn rồi. Rồi 19. Rồi. Sát đất luôn. Vậy đi. Đo phải vậy á. Đo chính xác trời. Chiều cao là 76. Rồi. Tới ngày 65. Rồi. Cây V31 này con cũng giao lưu là 600k, bao phí ship luôn. Wow, cây cuối clip 600k quý vị ơi. Quay quay. Này chơi chờ Tết được ha. Rồi, chào bà con đi. Rồi, đâu đứng bên này. Rồi, cuối clip con chào cô chú, anh chị đang xem hết clip của con nha. Chúc cô chú xem clip của kè thật là vui vẻ. Cô chú yêu thích mã số nào thì liên hệ số điện thoại của con là 0852324843, cũng là số điện thoại các bạn Zalo của con luôn. Dạ rồi, cảm ơn cô chú. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi buổi giới thiệu mai thành phẩm chơi Tết của nhà vườn Linh, em Linh ở Chợ Lách Bến Tre. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở video lần sau. Xin kính chào, tạm biệt.